xứ Lý Gia chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Rồi, hôm nay em giới thiệu đến với cả nhà mặt hàng xứ ghép ha. Em xin chia sẻ thêm, em có cung cấp luôn mặt hàng phân thuốc để mình chăm sóc cho vườn kiển nhà mình. Một combo mình là 8 món, 8 món giá 200.000. Trong đó mình có hũ ra rễ, nảy chờ ra lá, kích ra hoa, dưỡng hoa lâu tàn, một lọ người đen nụ hoa sứ, một gói chị sâu ăn lá nhện đỏ và một gói chị tháng thư nấm, một túi phân hữu cơ. Một combo mình là giá 200.000 nha. Rồi, nay trang trại bên em có cung cấp luôn cái nguồn phân hữu cơ nữa ha. Phân này là do bên trang trại em sản xuất ra bán luôn ạ. Phân này nó được vô cái dạng viên, rất dễ sử dụng, ít bụi và phân mau tan nữa. Em bán để mình xài nhiều thì em có bán dạng ký ha, túi 1 ký. Đấy, sẽ ít thì có dạng túi nhỏ như thế này nè. Hay mình bón ít thì có dạng túi nhỏ. Rồi, cái phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đối với cây ăn trái, cây có muối, mình bón rất là ok cho cây mình. Nó bổ sung đầy đủ các vi chất để cây mình cần thiết để sinh trưởng ha. Rồi, còn đối với rau màu, bón cho các cây có vàng lá xanh, đẹp, cây khỏe, ít sâu bệnh. Và đối với cây kiển á, là cây mình nó có bộ lá dày, to, khỏe và ra nụ to, hoa màu sắc chuẩn. Rồi, cô chú và anh chị hãy có nhu cầu xài thì liên hệ bên em ha. Rồi, mình quay trở lại bán xứ á. Mình có cây số 1 nè. Số 1 giống T1, hoa kép đỏ, cánh có viền nha. T1 là cánh viền tím, đỏ cánh viền tím, cây 5 bo. Cũ tầm bằng tay em ạ. Giá 110.000. Đây, cây mình mới chớm nụ thôi ha. Số 2, tiêu phong. Tiêu phong giống này hôm nay bên em mới ghép ra hàng trở lại nè. Thì nay cái mặt hàng này em có rồi ha. Cô chú và anh chị nào hỏi mà mình có hỏi mà em chưa có thì nay em đã có lại rồi. Rồi, cây mình 6 bo nha, tiêu phong. Cây này dạng dáng nằm, 130. Số 3 là giống ti ti. Ti ti là hoa màu tím, cánh nhọn, cây 6 bo. Cái cây này em chưa có cơi củ lên nè. Cái củ này em thọt cái tay xuống dưới cho nó thì em thấy cái củ nó cũng to cỡ tầm bằng tay em nha. 130, 6 bo ti ti. Số 4, một giống mới của vườn. Giống này là của Đài Loan, hoa màu vàng, hoa ba lớp màu vàng, cánh bên ngoài nó có hơi đỏ đỏ nha. Cây mình 5 bo. Tên nó là tên nó cái gì tiếng Đài Loan nó khó nói, em kêu nó là Đài Loan thôi ha, hoa màu vàng. Cây mình 5 bo, cũ tầm bàn tay em xòe ra. 150. Này cái tược còn hơi ngắn. Số 5, Hồng Phúc đang hoa rực rỡ luôn. Hồng Phúc này ha. Rồi, Hồng Phúc mình là 5 bo, 101. Số 6, Thái Quân, hoa đỏ. Hoa này nãy sách vô dướng rớt à. Hoa kép màu đỏ nè, đỏ nhung. Ai yêu thích đỏ nhung thì chọn giống này nha. Cây mình 5 bo, 101. Số 7 là Cẩm Đan 2, hoa ba lớp màu tím. Cây của mình là 6 bo. Cây này là cái lõi nó có cái sẹo đâu hồi nhỏ nè, giờ nó lớn lên nó đã lành hết à, nó tua rễ xuống nè. Cây này trồng này nhìn cũng hơi lạ ha, nó có hang hóc đây. Rồi, cây này là 6 bo, Cẩm Đan 2, giá 80.000. Số 8 là Ruby bo vàng. Ruby hoa năm cánh màu đỏ nha. Được ghép dạng bo nè, cái này tựa nó bo vàng. Cái bo vàng này giờ mình nuôi nó dài, mình chiết riêng nó ra, mình trồng thành xứ củ vàng luôn ạ. Cây này là được 6 bo, củ nhìn cơ bắp, 130.000. Số 9, Sĩ Thư 2, hoa này là chuyển màu. Nó giai đoạn này là mình nhìn nó là màu vàng nhạt, khi mà nó nở hẳn ra nó mới là màu trắng tinh, hoa kép có hương thơm. Sĩ Thư 2 này, chùm nụ của nó nè, rất là nhiều, hoa chùm nha.
Rồi cây sĩ thư này 7 bo, tàn đẹp, 130. Số 10 kim lân, có hoa đang nở luôn, đỏ trắng. Kim lân 6 bo, củ to tầm bàn tay xòe ra, 101. Cái củ này to lắm ạ, vì nó bị, nó thấy hết phân rồi nè, nên nó bị rụng cái phần lá này, nó còn có chớp lá non ở trên đây, nên em bán giá 101, về mình sang chậu khác mình trồng lại ha. Rồi 11, én hai lớp nè, 4 bo, 120. 12, một cây gián nằm, củ khá là đẹp, ghép giống ý xuân, hoa màu vàng, cây 5 bo, ý xuân mình đang vô nụ luôn này. Đây mình xem cái củ nó nha, 150, ý xuân. Số 13, thảo liên 1, 5 cánh màu tím. Đây thảo liên một chùm nụ của nó nè, thấy nụ. Rồi cây thảo liên mình là 5 bo nha, củ này nhìn hơi quái quái xíu, 101. Số 13, rồi lại lộn nữa, 13 là thảo liên, tiếp đây 13 nữa rồi. Rồi thảo liên 13A, này cây này 13B nha, 13B là ghép hai giống, một cây chậu 3 tấc rưỡi. Cây khôi nguyên, Vân Huế 5, khôi nguyên 3 lớp màu đỏ, Vân Huế 5, hoa kép màu hồng sọc đỏ, cây này hai màu. Cây này em có đo hoành cũ và chiều cao của nó luôn cho mình. Cây dạ hàng lớn thì em sẽ đo em báo hoành nó bao nhiêu. Đây mình xem cái bộ tàn nó trước đi nha. Cây mình đang vô nụ, hai màu. Rồi mình được ghép là 10 bo nha, 10 bo. Chiều cao của nó là 50. Rồi cái cũ nè, đây, cái hoành cũ của nó là 52. Vô cái chậu này nó to quá, anh xoay không ra nổi. Chậu 3 tấc rưỡi ha. Rồi 250.000 cho cây này, màu đỏ với màu hồng. Số 14, số 14 là cây hai màu nữa, kiều diễm 3 lớp màu hồng, cánh viền trắng, và quyết thắng 3 lớp màu đỏ. Ghép chung quanh là quyết thắng ở chính giữa, bo chính giữa là màu hồng của kiều diễm. Cây của mình được ghép là 10 bo. 10 bo, có một bo này nè là nó bị nó gãy ngang nè, em cắt ngang là nó mới vừa u mầm lên nha, nhú cái tịt lên. Rồi cái hoành gốc của cây này á là hoành gốc nó 50 nha, chiều cao nó là 48. Hoành gốc cây này là 50. Cây này là đang ở trong chậu C10. Đây, đang chậu C10 ha. Rồi giá cho cây này á, là giá 250.000. Mấy cái hàng lớn này em ít có phun thuốc dưỡng nên mình nhìn cái cây nó không có được mượt mà. Tại xịt dưỡng nhiều quá em sợ đi hàng nó dễ bị hư á, nên không dám xịt dưỡng. Rồi số 15. 15 là giống Camellia màu hồng, xây hoa khá là to. Mình nhìn cây nó đang ra nụ nhìn rực rỡ luôn. Camellia ghép 6 bo, tựa dài, củ già chắc khỏe nha, 100.000. Trong chậu C9. Số 16, yến nhi chín, tím sọc. Yến nhi chín mình là 6 bo. 6 bo, có một bo này nè, nó bị, có cái tược này bị cháy nắng, nhưng mà nó cháy nắng nó lành rồi nha. Hãy có cháy nắng thì em sẽ báo cho mình. Rồi cây này 6 bo, 101. Số 17 là tím than hoa kép, cây 4 bo, 101. 4 bo 120, em nói nhầm, 120.000 nha, tím than. Số 18, ghép candy, hoa màu vàng cánh viền.
Nó vàng nhạt nhạt rồi, vàng cánh viền hồng nha. Candy của mình là ghép 7 bo 130. Số 19. Một loại hoa hai lớp màu đỏ, lá đỏ luôn. Đó là hot girl. Hai lớp màu đỏ. Cây 6 bo 120. 20. Ghép hai màu tím than và ngọc băng, màu trắng với màu tím. Cây 3 bo. Củ hình hơi quái. Giá 101. Củ hình như con thỏ đang ngồi. Và 21. Một loại hoa 5 cánh nè. Kim ngân 5 cánh. Giống này cũng cực kỳ xuyên hoa. Hoa rộ. Kim ngân mình ghép 5 bo. Giá là 120. Số 22. Hera 3 lớp. Màu trắng cánh viền nha. Cây 6 bo. Củ nó vô chật khích cái chậu này luôn. Chậu xe chín luôn. Rồi, cây Hera. Giá cây này 150.000, ghép 6 bo Hera. 23. Phương Lam 21. Hoa màu đỏ cánh viền tím á. 21 cánh ha. 4 bo. Củ to tầm bàn tay em. Giá 101. 24. Một giống hoa 5 cánh nữa. Đây, em nó đang bung ra rực rỡ luôn. Màu tím sọc nè. Tím có cái sọc đỏ. Hoa nó nở ra. Ra một chùm. Rồi, cây của mình là được ghép 2, 4, 3, 6 bo. 6 bo, 120. Củ to tầm bàn tay. Số 25. Ghép cung điện, hoa màu đỏ. Hoa kép nha. Cung điện mình ghép 9 bo, 120. 26, giống mộng cầm. Đây, mộng cầm có hoa nở luôn. Mộng cầm 3 bo. Củ hình quái. 150. Mộng cầm. 27, ghép 2 giống khải ca 5 cánh màu tím nè. Và kim anh 3 lớp màu vàng cam sọc đỏ. Cây mình được ghép 9 bo 130. 28, 2 giống nữa. Vân Huế 5. Hồng sọc đỏ và tím than, hoa kép. Đây màu tím than ha. Rồi, cây này ghép 7 bo, giá 110.000. Rồi 29, cây cuối. 29 là hạnh phúc. Cây hạnh phúc 3 bo, 101. Rồi hôm nay em giới thiệu đến với cả nhà mình là 29 cây xứ ghép ha. Khi mà cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi em ha. Mình yêu thích kênh Hoa Xứ Leisure thì hãy bấm đăng ký á. Để mỗi khi em đăng clip lên bán sẽ báo cho mình theo dõi. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều.